Hello anh em, hôm nay bên Châu lên một số hàng để anh em mình có nhu cầu thì ủng hộ nha. Đây, đầy đủ anh em ha. Đặc biệt là máy mài hai đá này anh em, của thương hiệu Bitest này. Dòng này thì ruột đồng 100% cho anh em mình yên tâm sử dụng luôn ha. Bảo hành 6 tháng chính hãng của Bitest này anh em. Dòng này là điện sử dụng là 220V, 50Hz, công suất 200W anh em. Đá sử dụng là đá 1.5 tấc nha anh em. Tốc độ là 3100 vòng trên 1 phút. Anh em thấy cực kỳ êm luôn. Đây, đó, khi mà khởi động lên thì nó hơi rung một tí ha anh em. Nhưng mà ở bên dưới đế cao su á, cho nên là rất là êm luôn. Anh em thấy không? Im ru, mình mài các vật dụng ở trong nhà, trong gia đình, mùi khóa, mùi khít là anh em sử dụng cũng rất là ok luôn. Nhưng anh em thờ thầy làm các công trình hoặc là các nhà xưởng mà làm những cái vật dụng nhỏ, cần có máy nhỏ gọn thì con này là ok cho anh em ha. Một sự lựa chọn hoàn hảo luôn. Với một mức giá hôm nay là quá tuyệt cho anh em mình luôn ha. Chỉ với 635.000 giảm cho anh em từ 680.000 chỉ còn 635.000 một con máy như thế này ha. Rồi, anh em nào có nhu cầu thì ủng hộ bên Châu nha. Được bảo hành chính hãng 6 tháng của thương hiệu Bitest nha anh em. Tiếp theo là đầu cắt tôn này. Đầu cắt tôn này hôm nay treo rẻ cho anh em 170.000 một đầu nha anh em. Đây, 170.000 anh em có thể sử dụng cho máy khoang pin, khoang điện có đầy đủ nha. Nguyên bộ như thế này. Đây, bộ này thì anh em thấy là ok nha. Bên trong hai bạc đàn nha anh em. Nhìn vào là thấy luôn ha. Nó sử dụng lạy gài, phe gài cho nên anh em mình có thể thay bạc đàn rất là dễ dàng luôn. Bánh răng để cắt này anh em thấy chất chưa? Ha, rất là ok luôn. Dòng này thì xài cực kỳ bền. Về phần thân bên ngoài nó đúc bằng nhôm cho nên là rất là chắc chắn cho anh em mình sử dụng luôn. Ok chưa? Rồi, chỉ có 160.000 nha anh em. 160.000 một bộ như thế này anh em mình gắn khoang pin, khoang điện gì cũng được hết ha. Lên cho anh em bộ dây luôn này. Đây, dây xịt 50m anh em. Dây đầu chống xoắn này ha. Đó, đầu chống xoắn đồng hoàng cho anh em mình luôn. Ok chưa? Anh em sử dụng để phun thuốc sâu này, đầu phun thuốc sâu gắn vào đầu phun thuốc sâu hoặc là mình sử dụng trong các đầu xịt rửa xe 50m anh em có thể cắt ra còn 20-30m. Nếu mà anh em có nhu cầu thì ở bên Châu cũng cắt và bấm đầu cho anh em đầy đủ cho anh em mình về sử dụng ha. Ví dụ như anh em muốn 10m bấm ra 50m này bấm ra 5 sợi, một sợi 10m thì vẫn có đầu để bấm cho anh em luôn ha. Có đầy đủ cho anh em một cuồng như thế này ha. Đó, hôm nay là chương trình cực kỳ tốt luôn. Một cuồng như thế này chỉ có 450.000. 450.000 nha anh em ha. Dây là 4 lớp bố này. Đây, dây 4 lớp nha. Một lớp bố, một lớp cao su non này. Rất là mềm dẻo. Lớp cao su non bên ngoài này, bố đến lớp bố, lớp nhựa. 4 lớp như thế này anh em mình xài quá trời ok luôn ha. 450.000 nha anh em. Đó, nó có được vài cuồng thôi. Chương trình khá tốt cho anh em mình ha. Đây, mài Pro này anh em. Con này thì rất là nhiều anh em ủng hộ này. Con này ruột rất là ok luôn. Bên Châu cũng đã khui ruột cho anh em mình thấy luôn ha. Này, có đầy đủ như thế này, máng bảo vệ và khóa mở cho anh em ha. Hộp hết mới ken luôn này. Dòng này thì điện 220V, 50Hz, công suất là 850W anh em, sử dụng đá 1 tấc nha anh em. Tốc độ là 11.000 vòng trên 1 phút. Anh em mình sử dụng những con như thế này, mình làm các công việc ở các công trình di chuyển như làm quảng cáo rồi này kia là ok lắm anh em ạ. Ha, gia đình mà sắm con này cũng rất là tuyệt vời luôn. Giá thì chỉ có 280.000 anh em sở hữu một máy như thế này ha. Pro thì anh em mình biết rồi, dòng nội địa xài rất là ok ha. Rồi, tiếp theo là máy mài thẳng của thương hiệu Makute, dòng có điều tốc nha anh em. Điện là 220V 50Hz, công suất 400W anh em. Tốc độ là từ 1.000 vòng cho đến 26.000 vòng trên 1 phút. Sử dụng mũi là 6 ly anh em. Có mã là DG003 anh em ạ. Đầu là sử dụng đầu khoang cho nên anh em mình sử dụng kẹp rất là nhiều loại luôn. Mũi lớn, mũi nhỏ anh em có thể sử dụng để khoang cũng được, phay cũng được, hoặc là mình làm mỹ nghệ, anh em mình điêu khắc tường cũng rất là ok luôn anh em. Đó, có điều tốc cho anh em mình làm việc ha. Đây, công tắc này, bật tắt khi sử dụng này, anh em có điều tốc luôn. Ok chưa? Đó, với 560.000 anh em sở hữu một máy như thế này ha. Mới nha anh em ha. Nó có một xíu xước xước xíu hàng trưng bày thì con này là 550.000 cho anh em ha. Bình thường nó là 750 một cây anh em. Hôm nay là 550.000 một cây như thế này ha cho anh em mình luôn. DG003 nha anh em. Đó, đầu khoang có khóa mở có đầy đủ, mới 100% có đầy đủ phụ kiện cho anh em. Rồi, thân Bosun này. Này. Đó, 13 ly anh em mình thấy ok chưa? Quá ok luôn ơi. Này, đầu là đầu 13 ly, đầu sắt nha, đầu auto lock. Có hai tốc độ cho anh em mình sử dụng luôn. Này, của Bosun nha anh em. Đó.
có hai tốc độ nhanh chậm và có đảo chiều lui tới, có đèn để chiếu sáng khi anh em làm việc ở những khu vực mà tối tối mình cũng làm được ha. Khoang vít, khoang sắt, khoang tường, có ba chức năng ở bên trên, có cấp trượt ở đây đầy đủ cho anh em mình sử dụng này ha. 18-20 cấp trượt nha anh em, ok chưa, rất là nhẹ luôn anh em thấy không đó. Mình có thể gắn được tay cầm phù để mình khoan mũi khoan lớn này ha, chống xả cổ tay thì mình sử dụng thêm một cái tay cầm phù như tay cầm của máy mai ốc 8 mình có thể gắn vào đây được anh em ha. Mình khoan rất là chắc chắn luôn. Một thân như thế này 450.000 nha anh em, 450.000 anh em sở hữu một thân Bosun nha. Rồi anh em nào không dùng khoang pin thì mình dùng qua khoang điền nha, khoang điền đầu 13mm này của thương hiệu Hukan cơ mì anh em, hàng chính hàng của Hukan, điền là 220V 50Hz, công suất là 750W, chiều mũi khoan 13mm, có mã là ID750 nha anh em. Anh em mình khoan tường khoan sắt có điều tốc nhanh chậm ở đây, đảo chiều lui tới ha, có đầy đủ. Và chức năng khoan tường khoan sắt là ở bên trên anh em kéo qua kéo về đây ha, có bát móc vào thắt lưng để mình leo cao ha, tay cầm phù có đầy đủ, khóa mở là có luôn cho anh em ha. Con này thì chạy cực kỳ đã luôn. Đó, anh em nghe lực khoan không? Ruột đồng 100% và được bảo hành chính hàng 6 tháng của thương hiệu Hukan nha anh em. Rồi, cũng là Hukan nhưng mà đầu 10 ly nha anh em. Đây, bên trong là thép, bên ngoài là đầu nó bọc nhựa để cho anh em cầm khi mà siết từ đồng nó khỏi bị đau tay ha. Đó, ok chưa? Anh em mình sử dụng con này thì bắn tôn, bắn vít hoặc là khoan sắt. Khoan tường thì phải gắn mũi, nó không có chức năng khoan tường, không có búa, cho nên anh em gắn mũi đa năng là anh em khoan ok lắm anh em. Có điều tốc và đảo chiều lui tới, khóa công tắc có đầy đủ ha. Ok chưa? Dòng Hukan có cơ mị đầy đủ cho anh em mình ha. Con này thì lúc này quên báo giá cho anh em này. Con này hôm nay sale rẻ cho anh em luôn, 470.000 nha. Con này thì 430.000, anh em sở hữu một máy như thế này 430.000 nha. Rồi, 470.000 và 430.000, hai con máy khoan của Hukan này ha. Đó, Hukan gờ Mỹ, Hukan thì anh em mình của thương hiệu Mỹ thì cũng ok lắm anh em. Rồi, mài của Makute, công nghệ của Nhật này ha. 850W nha, điện 220V và tốc độ là 11.000 vòng trên 1 phút, không có điều tốc. Anh em mình có thể sử dụng để mài cắt các vật dụng mà làm nặng cũng được ha. Con này cũng chịu được bụi bẩn, anh em mình có thể cắt được như cắt gạch, mình cũng có thể sử dụng được anh em ha. Rồi, con này cũng sale rẻ cho anh em luôn, 470.000. 470.000 anh em sở hữu một con máy như thế này ha. Rồi, con máy mài có điều tốc của Osaka này anh em. Đây, Osaka 340.000 là anh em sở hữu một con máy mài của Osaka có chỉnh tốc nha. Điện là 220V 50Hz, công suất là 850W. Có điều tốc nha anh em. Tốc độ là 11.000 vòng trên 1 phút, anh em có thể điều tốc nhanh chậm ở đây để mình sử dụng ha. Rồi. Con này thì chỉ có 340.000 anh em. 340.000 là đầy đủ phụ kiện cho anh em. Rồi, tiếp theo là con đánh bột này, máy đánh bột của BSA nha anh em. Đây, dòng này thì anh em mình sử dụng rất là ok luôn. Anh em có thể đánh sáp ong này, đánh thức ăn gia súc này, hay là đánh những cái đồ nặng, hoặc là anh em cần điều tốc giảm chậm để tránh tình trạng nó bay các vật dụng mình đánh đồ lỏng thì nó sẽ bay ra ngoài đúng không, hoặc là đánh hồ dầu để đúc chầu đồ chầu hoặc là lát gạch thì con này ok. Đây, có điều tốc ở đây cho anh em mình nhanh chậm ở đây ha. Đây, cần thì nó được rời luôn cho anh em mình này, ok chưa, anh em thấy không, khúc nối hay nối hai khúc ha. Đó. Đây. Tăng tốc độ lên này. Giảm tốc độ này anh em. Số 1 này. Đó. Tăng giảm tốc độ là mình chủ động luôn em. Ở đây ha, công tắc giảm tốc độ và khóa công tắc ở đây. Cò bóp ở đây anh em cầm thấy không? Rất là chắc chắn và khỏe luôn. Anh em cầm rất là ok luôn anh em. Cần nối thì rất là chắc chắn và lớn luôn anh em ha. Con này thì hôm nay là chỉ có 680.000. Anh em sở hữu một máy như thế này ha, 680.000 có cần thiết đầy đủ cho anh em luôn ha. Rồi, lên cho anh em bộ mũi phay gỗ này anh em. Bộ mũi khoan khoét lỗ chứ. Mũi khoét lỗ từ 6, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 32 ha. Có cần nối dài cho anh em và có một cái lục giác để cho anh em mình siết cái cần nối dài anh em mình nè, cái cần nối dài anh em thấy dài không? Đó, nó phải 35 anh em. Mình xài
tầng này rồi gắn cái bụi này nữa, rất là dài anh em, có thể khoét đồ sâu rất là sâu luôn anh em ha, khoét gỗ nha anh em, chuyên khoét gỗ thôi, không làm sắt nha. Đây ở bên trên nó có các hướng dẫn đầy đủ cho anh em mình luôn ha, của Mai Tăng nha anh em. Này thì hôm nay là từ 180.000, hôm nay sau rẻ cho anh em chỉ có 110.000 thôi, 101 nha anh em, quá bèo luôn nha anh em, 101 một bồ nha, chỉ có 1-2 bồ thôi, anh em nào cần thì nhắn tay ha. Rồi lên cho anh em con bao gỗ ha, bao gỗ này có đầy đủ phụ kiện cho anh em luôn ha, đó như khóa gạt đầy đủ cho anh em này, đây khóa mở này, mài kẹp lưỡi mài có đầy đủ cho anh em luôn, hộp nha. Đó con này thì anh em sử dụng các công việc gia đình hoặc là công trình nhỏ mình cũng có thể sử dụng được, tăng giảm về độ sâu càng khi anh em mình sử dụng này. Đây kẹp cự này anh em, có đầy đủ luôn ha. Ok chưa, điện là 220V 50Hz, công suất là 600W anh em, sử dụng lưỡi bào 82 nhá. Ok ha, ruột đồng cho anh em yên tâm sử dụng luôn, đế bằng nhôm cho anh em ha. Đây phần đế là thiết kế bằng nhôm toàn bộ, rất là dài dằng luôn anh em thấy không, có tàu rạch để anh em mình đi các cái cành cửa là rất là ok luôn anh em. Rồi anh em nào có nhu cầu thì mình ủng hộ Minh Châu cái con bào này chỉ với 540.000, 540.000 là anh em sở hữu một con bào như thế này ha, sale rẻ luôn, chương trình quá tốt luôn anh em. Tiếp theo là con cắt cọ của Makute anh em, này nó có kèm cho anh em một lưỡi cắt này ha, cước để cho anh em cắt cước này ha, có đầy đủ cho anh em luôn. Đó tay cầm, gắn tay cầm vào là cắt thôi, có pin luôn cho anh em ha, Minh Châu sẽ kèm theo một pin cao cấp luôn ha, pin này là có mạch báo luôn, đầy đủ cho anh em. Đây có mạch báo, có sạc adapter cắm ở đây cho anh em luôn ha, một pin như thế này anh em mình sử dụng. Đây lưỡi cước này, khi anh em mình nó kèm theo cho anh em cả bó cước như thế này, cắt rất là an toàn luôn anh em. Còn anh em nếu mà cắt những cái cành ở trên cao, anh em muốn cắt cành thì sử dụng cái lưỡi này gắn vào đây và cắt ha. Đó, ok chưa, đây gắn vào đây chặt vào, sau đó mình cắt thì ok thôi rồi luôn đây anh em. Đó tay cầm anh em thấy không, bọc cao su rất là ok luôn. Đó đánh cỏ là cực mạnh luôn em. Nè anh em có thể điều chỉnh về chiều cao của mỗi người nó khác nhau, cho nên mình cái này là để điều chỉnh. Đó khi anh em đứng cắt này cao thấp mập lùn gì chơi láng hết anh em. Đây có thể kéo dài ra này, nếu mà anh em cao thì mình có thể kéo dài ra để cắt này ha, cắt trong gia đình hoặc vườn rẫy nương rẫy thì con này là ok, an toàn cực kỳ luôn em. Một pin một sạc, giá hôm nay sao rẻ cho anh em. Bình thường nó thân máy không là ở Minh Châu là 850.000 một thân ha, có đầy đủ phụ kiện cho anh em đầy đủ ha, dao khóa mở có hết cho anh em luôn, dao cắt đĩa cắt và cước đầy đủ ha, 850.000 một thân. Nhưng hôm nay là kèm cho anh em một pin, pin cao cấp, có báo pin, có sạc adapter cho anh em luôn, đầy đủ ha. Giá thì hôm nay sale rẻ cho anh em luôn, chỉ với 880.000, 880.000 là anh em sở hữu một con máy cắt cọ pin của thương hiệu Makute nha, giá chất chưa bao giờ có luôn anh em. Rồi chương trình hôm nay là Minh Châu sale những cái sản phẩm này như thế này, anh em mình thấy phù hợp về loại nào thì mình có thể ủng hộ Minh Châu nhé. Còn anh em cần những dòng khác thì đợi video sau, anh em có thể đăng ký video của Minh Châu để ủng hộ Minh Châu nhé, để những video sau mà Minh Châu lên phù hợp dòng nào thì ủng hộ ha. Rồi video hôm nay Minh Châu xin tạm dừng ở đây, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.